đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự sáng. Phương Uyên và Việt Anh mến chào quý thính giả đang đến với bản tin sáng lúc 7 giờ của đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, đang phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Mời quý vị cùng đến với những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, qua kiểm tra thực hiện tháng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh, lập đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Tây Ninh đã lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm của 14 cơ sở sản xuất, phát hiện hai mẫu không đạt chất lượng. Hai mẫu không đạt chất lượng so với chỉ tiêu công bố cụ thể là hộ kinh doanh Phạm Minh Khiêm, địa chỉ số 40, tổ 12, ấp xóm mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, sản xuất sản phẩm nước me sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng Natri Benzoate. ZHT theo quy định nhưng vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và chuyển hồ sơ đến chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xử phạt hành chính 25 triệu đồng. Hộ kinh doanh Võ Hùng Cường, địa chỉ khu phố Lộc Thanh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, sản xuất sản phẩm bánh tráng sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng sulfur dioxide theo quy định nhưng vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và chuyển hồ sơ đến chánh thanh tra Sở Công Thương xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền với số tiền phạt là 25 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã phối hợp với địa phương thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật, kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm. Ngày 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy và ra mắt mô hình cơ quan doanh nghiệp chúng ta giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Ninh cho biết, hiện trên địa bàn phường đang duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình camera an ninh, mô hình 4 cộng 1, Tuy nhiên để kéo giảm nhất là các đối tượng tội phạm từng có tiền án tiền sự, sử dụng ma túy, không có việc làm ổn định, dễ bị lôi kéo tái phạm tội. Do đó, việc ra mắt mô hình này có ý nghĩa rất quan trọng. Đồng thời đề nghị ban điều hành mô hình nhanh chóng đi vào hoạt động, tổ chức các buổi giới thiệu việc làm cho đối tượng trên. Công tác này phải thực hiện thường xuyên liên tục với phương châm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ đó nhằm giúp những người làm lỗi hòa lương chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương. Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024, sự kiện thể thao thu hút đông đảo người hâm mộ trên thế giới và Việt Nam quan tâm theo dõi, đã diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2024, là điều kiện để tội phạm cá độ bóng đá hoạt động phức tạp hơn, đặc biệt cá độ bóng đá trên không gian mạng. Kéo theo đó là làm nảy sinh nhiều loại tội phạm vi phạm pháp luật khác như tín dụng đen, lừa đảo, cướp, trộm cắp tài sản, đe dọa cuộc sống bình yên hạnh phúc của người dân. Người dân cần cảnh giác với các loại tội phạm, nhất là các đối tượng trộm cắp tài sản tăng cường hoạt động khi mùa giải Euro 2024 diễn ra. Chị Nguyễn Thanh Quyên, ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu cho biết: Do chủ quan, gia đình chị thường xuyên sinh hoạt phía sau nhà, phía trước không khóa cửa. Lợi dụng sơ hở này, các đối tượng xấu thừa lúc gia đình không để ý, trộm hai chiếc điện thoại. Chị Quyên cho hay. Nói chung là ba mẹ con cứ ngủ, nó nó đem trong nhà, mà sao cũng khiến rồi vô luôn với mất cái điện thoại hai cái điện thoại của chồng tôi của tôi điện thoại thường trong nhà nhà bếp là lấy cái của tôi còn ở ngoài cái bàn mà cũng muốn trà lấy cái nữa chạy mất hai cái tôi nghe bóng đá hay gì thôi Độ đó băng là vô tới đoạn cắp theo đó công an đề nghị các hộ gia đình tăng cường cảnh giác bảo quản tài sản thay ngay các khóa cửa không đảm bảo khóa xe máy cẩn thận góp phần phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự địa bàn để hạn chế sự phát sinh các loại tội phạm khác như trộm cắp cướp giật tài sản cũng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng lực lượng cảnh sát hình sự tăng cường đấu tranh tội phạm cá độ bóng đá thượng tá nguyễn văn tâm phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tây ninh cho biết thêm giải bóng đá du lịch châu Âu ra tại Đức thì đây là những cái cơ hội mà các cái đối tượng là hoạt động cờ bạc tăng cường hoạt động. Cảnh sát hình sự cũng đang tăng cường công tác là nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định được những đường dây những cái tổ chức mà hoạt động cờ bạc qua mạng để tiếp tục đấu tranh. Trong tháng 6 năm 2024, giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 và giải bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024 diễn ra trong mùa hè đầy sôi động. Đây cũng chính là thời điểm để cho các đối tượng xấu lợi dụng, đặc biệt là đối tượng trộm cắp tài sản. Người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động quản lý, bảo vệ tài sản của mình. Sáng ngày 23 tháng 6, tại thành phố Đà Lạt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị có sự tham gia của khoảng 300 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành trong cả nước, cùng 100 nhà doanh nghiệp nhà đầu tư đang quan tâm đến các giảng kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Chính phủ trao quyết định số 1727 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cho đại diện tỉnh Lâm Đồng. Theo quy hoạch này, mục tiêu phát triển đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển toàn diện của cả nước, xây dựng thành phố Đà Lạt và dùng phụ cận thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Tỉnh Lâm Đồng đặt ra phương hướng phát triển ba lĩnh vực quan trọng gồm ngành nông lâm thủy sản, ngành dịch vụ và ngành công nghiệp xây dựng. Mô hình không gian lãnh thổ tỉnh đến năm 2050 hướng tới trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thành phố Lâm Đồng có khu vực nội thành gồm thành phố Đà Lạt mở rộng hơn so với hiện nay. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, trong công tác quy hoạch tỉnh Lâm Đồng phải thực hiện 8 chữ là tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ, thấu hiểu. Có như vậy, quy hoạch này mới thực hiện thành công. Với những điều Lâm Đồng đã đang và sẽ có, cùng với việc tuân thủ quy hoạch hôm nay, cùng với sự tiếp nối truyền thống, tinh thần dũng cảm dám vượt qua khó khăn trở ngại, cùng với sự đồng hành của các nhà đầu tư, kỳ vọng tin tưởng vào sự phát triển để hình ảnh của Lâm Đồng ngày giàu đẹp. Tại công điện ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương phải bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong nước trong mọi tình huống, không thể thiếu nguồn cung và điều hành giá xăng dầu theo quy định. Hiện trên thị trường có gần 300 thương nhân phân phối xăng dầu, giảm khoảng 10% so với cuối năm 2023. Họ là các đơn vị mua nhiên liệu của doanh nghiệp đầu mối để bán tại các cửa hàng bán lẻ trực thuộc và hệ thống đại lý đơn vị nhận quyền. Từ đầu năm đến nay, 16 thương nhân phân phối trả giấy phép kinh doanh xăng dầu. Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân do các thương nhân chủ động trả sau khi không đáp ứng các điều kiện kinh doanh qua rà soát của cơ quan quản lý. Cơ quan này cho biết diễn biến này không ảnh hưởng tới thị trường. Tiền gửi của dân cư tại các tổ tín dụng đạt 6,67 triệu tỷ đồng vào tháng 3 năm 2024. Đây là mức kỷ lục từ trước đến nay trong ngành ngân hàng tại Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 3, tiền gửi của người dân tăng thêm gần 39.000 tỷ đồng so với cuối tháng 2. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, tiền gửi của dân vào ngân hàng tăng hơn 143.000 tỷ đồng so với cuối năm trước. Nếu tính tổng tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng bao gồm cả tiền gửi cá nhân và tiền gửi của tổ chức kinh tế, con số này là hơn 13,3 triệu tỷ đồng. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Trung Quốc hiện đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 15, dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Niên, trong ngày từ 25 đến 27 tháng 6. Một trong những chủ đề nóng tại diễn đàn lần này là việc tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải carbon toàn cầu. Cũng chính bởi vậy, toàn bộ năng lượng sử dụng cho diễn đàn sẽ được lấy từ nguồn nguyên liệu xanh, như một thông điệp gửi tới những người tham gia và toàn thế giới. Trung tâm hội nghị sẽ sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên nhờ thiết kế của các luồng không khí đối lưu để vẫn đảm bảo tính năng làm mát mà lại tiết kiệm năng lượng. Trong khi đó, hệ thống điều hòa không khí sử dụng nước biển nhằm tận dụng hiệu quả năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, 80% các xe phục vụ hội nghị đều là xe điện hoặc xe sử dụng nhiên liệu hydro. Theo kế hoạch, thủ tướng nhà nước Thủ tướng nước chủ nhà Trung Quốc Lý Cường sẽ có bài phát biểu đặc biệt tại diễn đàn và gặp gỡ lãnh đạo một số nước cùng chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới. Ngày 23 tháng 6, hàng ngàn người trên khắp nước Anh, trong những bộ trang phục mang chủ đề động vật hoang dã dạ, đã đổ về thủ đô London nhằm kêu gọi các chính trị gia hành động khẩn cấp để bảo vệ môi trường. Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh nước Anh sắp bước vào cuộc tổng tuyển cử vào đầu tháng 7 tới. Cuộc tuần hành thu hút sự tham gia của khoảng 350 tổ chức từ thiện, trong đó có các tổ chức như Quỹ động vật hoang dã dạ thế giới, Liên minh khí hậu, Quỹ chống tuyệt chủng. Những người tham gia tuần hành bao gồm cả các nghệ sĩ và người làm truyền thông kêu gọi chiến dịch vận động bầu cử và chính phủ kế nhiệm ưu tiên vấn đề chống biến đổi khí hậu và bảo vệ thiên nhiên trong chương trình nghị sự. Chính phủ Nhật Bản mới đây đã kêu gọi các doanh nghiệp thay thế các hệ thống cũ kỹ và đào tạo nhân sự có chuyên môn để nâng cao khả năng cạnh tranh kỹ thuật số trong bối cảnh nhu cầu về ngành này ngày càng tăng. Trong chương trình, chính sách ưu tiên nhằm thực hiện hóa xã hội, Xã hội số được đề ra cho tài khoá hiện nay, chính phủ Nhật Bản đã lần đầu tiên đề cập đến vấn đề thâm hụt kỹ thuật số. Theo đó, mức thâm hụt từ các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật số ở Nhật Bản trong năm ngoái đã tăng lên 33,7 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi so với mức của năm 2015. Vì thế, chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy thành lập nhóm liên ngành để xác định những thách thức và đưa ra những phương hướng giải quyết, đồng thời đẩy mạnh công nghệ đám mây để tăng khả năng thích ứng với những thay đổi, với chi phí hợp lý. Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ đào tạo thêm nhiều chuyên gia về an ninh mạng, với dự kiến sẽ có khoảng 50.000 chuyên gia bảo mật thông tin cấp quốc gia vào năm 2030, cao gấp 2,5 lần số chuyên gia năm 2023. Ngày 23 tháng 6, lễ hội ẩm thực quốc tế Bắc Kinh 2024 đã chính thức khai mạc. Ban tổ chức đã công bố 10 tuyển phố, 3 bản đồ và một khu chợ ẩm thực đường phố để giới thiệu với khách tham quan những đặc sản dùng miền trên cả nước. Những người tới lễ hội có thể đeo theo chân các địa điểm được ghi dấu trên bản đồ để tìm kiếm và thưởng thức những món ăn phù hợp với sở thích của mình. Trong khuôn khổ sự kiện, hàng loạt chương trình quảng cáo ẩm thực của Trung Quốc và quốc tế cũng sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau, như tại phố ẩm thực, khu ẩm thực, trung tâm ẩm thực, các trung tâm thương mại hay các nhà hàng. Song song đó là nhiều chương trình khuyến mại trực tuyến của các cửa hàng và doanh nghiệp thực phẩm với tổng giá trị lên tới 1,4 triệu đô la Mỹ. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng lúc 7 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chương trình do biên tập viên Mỹ Tuyền, các phát thanh viên Phương Uyên và Việt Anh, kỹ thuật viên Kim Chi thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.